bị ma dẫn đi thực hiện nghi lễ gọi hồn. Bạn nữ Tâm An gửi câu chuyện này đã chứng kiến những chuyện hết sức sợ hãi. Cùng làm món bánh tráng chiên chấm sốt me với Quỳnh và nghe nha. An có một nhóm bạn 4 người gồm Linh, Tú và Hà. Cả 4 người đều đang là sinh viên năm 2. Ở trong khoa có một anh hot boy tên Kiệt, cao đẹp trai cho nên là mấy bạn nữ mê tít. Trong nhóm có Linh và Hà cũng mê anh này luôn. Chính vì vậy từ tình bạn đẹp đẽ đã trở nên xích mích. Ở trong trường có một lời đồn là nếu cậu cơ gọi hồn tại phòng học cũ bị khóa trên lầu 5 sẽ gặp được oan hồn giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng. Linh rất muốn làm điều đó để hỏi xem ai sẽ là người chiếm được tình cảm của anh Kiệt kia. Tâm An rất là sợ nhưng mà ngăn cản không có được. Thế là cả 4 đứa quyết định hành động. Ngày hôm đó sau khi tan học, 4 đứa đã ở lại phòng ký túc xá của một bạn học chung lớp. Ký túc xá trong trường luôn và 11 giờ là cổng trường đóng rồi, bây giờ có muốn ra cũng không có được. Ngôi trường tràn ngập trong màn đêm tối tăm và 4 người đã di chuyển lên tầng 5. Lớp học đã bị khóa bởi một cái ổ khóa và Hà đã mở được cái ổ khóa đó bằng một cái dụng cụ. Cả 4 người đã tiến hành gọi hồn, châm nến cầu nguyện và đặt tay lên chén. Linh là người hỏi đầu tiên, tôi có thể chiếm được tình cảm của anh Kiệt không? Và cái chén đã tự di chuyển đến chữ không. Linh tức giận, Hà, mày là người đẩy chén phải không? Hà nói không phải tao làm. Và người hỏi tiếp theo chính là Hà. Câu hỏi cũng tương tự như Linh và cái chén lại di chuyển đến chữ có. Điều này làm Linh tức giận, quơ tay húp đổ cái chén và chửi rủa. Bỗng nhiên một cơn gió mạnh ở đâu thổi ào đến mà cửa sổ đóng kín. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh trăng rọi qua khe cửa sổ, một thân hình méo mó với một khuôn mặt biến dạng kinh tởm xuất hiện. Nó nhào đến 4 đứa, cả đám hét thất thanh sợ hãi chạy thẳng ra khỏi đó. Cứ chạy xuống cầu thang chạy hoài, nhưng mà mãi vẫn chưa xuống được sảnh dưới. Cả đám ra hành lang nhìn xuống thì vẫn là tầng 5. Thế rồi cả đám lại tiếp tục chạy xuống. Mệt lả mồ hôi và nhìn lại vẫn là tầng 5. Linh và Hà bắt đầu gây sự với nhau. Nếu như mày không rủ chơi gọi hồn thì đã không xảy ra chuyện này. Cả hai nhào đến túm tóc và đánh nhau. An và Tú phải can ngăn ra. Tú kể hồi nhỏ có nghe ông kể rằng ma che mắt sẽ làm cho ta thấy ảo giác. Nãy giờ chúng ta chạy quá trời nhưng chắc chắn chỉ là đang chạy tại chỗ và ở tầng 5 thôi. Bây giờ mọi người phải bình tĩnh nắm chặt tay nhau, niệm Phật và từ từ đi xuống hành lang. Nhưng mà Hà nó đảo chúa nên nó hỏi vậy tao niệm cái gì? Thì mày niệm cái gì bên đảo của mày đi. Miễn là bây giờ chúng ta phải bình tĩnh tin tưởng lẫn nhau và trong đầu không được nghĩ đến những điều xui rủi nữa. Và cứ thế cả 4 đứa dò dẫm mò mẫm cuối cùng cũng đi xuống được đến sảnh dưới. Một tiếng còi quét vang lên, chú bảo vệ đi tuần đã bắt gặp được mấy đứa. Tụi nó mừng rỡ chạy tới, bị chú chửi cho một tăng vì giờ này còn đi lung tung trong trường. Và sau cái chuyện này thì tình bạn của tụi nó cũng tốt đẹp. Tụi nó nghĩ lại đang là bạn bè tốt với nhau vì một thằng con trai chưa chắc nó thích mình nữa mà gây lộn với nhau, có gì hối hận không kịp. Và cũng không bao giờ dám chơi lại cái trò chơi ma quỷ đáng sợ đó nữa.